Good morning, Vietnam, America. Thưa quý vị, một vị tướng cựu tư lệnh của Hoa Kỳ tại EU, tức là Liên hiệp châu Âu, đã kêu gọi Tổng thống Biden và phương Tây phải làm nhiều hơn nữa để cứu Ukraine. Quý vị nghe tiếng kêu thống thiết của chúng tôi, rồi bây giờ là nghe một vị tướng tư lệnh của Hoa Kỳ tại châu Âu. Quý vị nhìn thấy tất cả người ta đều hướng về lời khẩn thiết yêu cầu này. Mời giảng sư Mai Gia Trí. Thì trong 800 triệu mà vừa cho đó, thì trong đó có một số 40.000 rao của đại pháo 155 ly, thì có thể cũng khá tốt. Thì nhưng mà ông nói vẫn chưa đủ, phải tiếp tục, bởi vì những cái drone với những cái 200 chiếc M113 và nó trang bị vũ khí mà để chống xe tăng là bằng cái vũ khí nhẹ, nhưng mà thật sự là cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà ông nói vẫn chưa đủ. Ông này là General Bernhardt, ông nói ông hy vọng ở Frankfurt, thì ông nói bây giờ nó cái chiến lược bây giờ Nga nó còn đánh hoài, khi nó còn qua tiễn là nó bắn hoài, nó bắn để mà nó thiệt hại, giết người con nít. Và cái bây giờ chúng ta thấy rất rõ cái chiến lược của người Nga không phải là sai lầm đối với bên Mỹ, hay là gì chúng ta bắn mà lỡ trúng dân chúng thì nói là bị sai lầm nhá. Họ không có lầm, họ bắn chính xác như vậy để mà họ uy hiếp. Và chính như vậy hồi đó cái mình mới hiểu tại sao 1968 mà Tiệp Khắc bị thua là bởi vì họ giết dân chúng không à, rồi quân đội chịu không nổi nữa. Đó là như vậy. Mà y hình họ làm gì Crimea, chỉ y hình nó làm như kia, chính vì khi họ vô họ như là rất là quan trọng. Thì bây giờ đây là có những cái mà drone, bây giờ chúng ta hy vọng là những cái loại máy bay mà không người lái mà đổi đủ loại. Hôm rồi cho thấy cái loại drone mà từ ở phía bên Thổ Nhĩ Kỳ là rất là hiệu quả. T-32 rất là tuyệt vời. Mà chính vì vậy là bây giờ nó muốn đẩy mạnh hơn nữa, chúng mà Ukraine cần hơn là T-32 đó, là mấy cái này rất là quan trọng mà nó sẽ giải quyết được chiến cuộc và chậm tụi Nga. Mà người quân Nga bây giờ họ tránh đánh ba thành phố một lượt, cái Donbass rồi Mariupol rồi Odessa, rồi mặt khác cũng bỏ bom tất cả những cái thành phố gần Kyiv và cả Kyiv luôn. Mà họ cũng nghĩ rằng hai mặt trận trong một, tức là họ đánh cả hai ba mặt trận một lượt, là họ cái mục đích là gì? Họ muốn chi phối lực lượng như là của Ukraine, khi mà phải đỡ đó thì phải đỡ ba bốn mặt một lượt. Thì đây một cái điều mà phải cảm ơn ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm rồi cho cái mới drone lấy, và một số quả tiễn mà của Nga để lại cho họ, và một số họ giao cho Ukraine. Chính vì vậy làm nước Nga chậm bước lại. Thì nhưng mà điều này cũng chưa đủ, theo ông tướng nói phải làm dữ hơn nữa bây giờ mới kịp, nếu không á thì khó mà giải quyết được. Nhưng mà hiện giờ một số người ở Washington nói rằng hy vọng là the West sẽ cho họ có một cái lối thoát danh dự cho Nga, nếu không thì sợ họ túng quẫn quá thì họ có thể dùng vũ khí nguyên tử. Đó là cái mà lo sợ. Và bây giờ thì theo tiên liệu của các chuyên gia quan sát cũng như là phân tích, thì có tin số 6 đó Leo, thì người ta nói là Nga sẽ thua trước sự kiên cường của quân dân Ukraine. Thì trong những cái phân tích này, điểm độc đáo của nó, giảng sư Mai Gia Trí sẽ trình bày cùng quý vị. Thì thật sự bây giờ lên tới 50 mấy ngày rồi mà nước Nga cũng chưa chiếm được cái thành phố nào, thật sự là vậy. Thì trên chiến lược là một số tướng lãnh cũng nói là những tướng lãnh này là với lại có cái ông chủ tịch của Hạ viện mà ủy ban quốc tế đó về ngoại giao đó, thì ông cũng nói là về chiến lược thì Nga đã thua lớn rồi, bởi vì mà nhục nhã lắm. Bây giờ cái thật sự cái áp lực mà bây giờ phải produce, phải ra một cái victory gì, một cái lối ra nào mà danh dự mà không mắc cỡ, mặc dù họ cũng không bỏ cái chế độ mà chơi cái chiến lược xâm lăng của họ đâu, nhưng mà bây giờ họ tìm cách ra. Bây giờ họ cũng không kéo dài được nữa, nếu mà họ cũng gỡ hết đạn hết rồi, bây giờ chỉ gần cái vùng này để mà gần cái Crimea với những cái xứ mà tự trị, thì họ hy vọng là ảnh hưởng của Nga là có thể support được. Nhưng mà cũng rất là khó tưởng tượng quý vị, theo phân tích của quý vị này là toàn thế giới giờ thấy bộ mặt
tàn ác và bộ mặt vô nhân đạo và một bộ bộ nhật sát nhân của Putin. Thành ra đó là chuyển được là thua này. Mặt khác thì bên dân quân của Ukraine thắng lớn là bởi vì cái sự anh dũng của họ, và thật sự nó là chiến tranh du kích, kính thưa quý vị. Không tưởng tượng được Nga bắn dân quân là bởi vì không biết chỗ nào nó bắn mình. Người dân nào cũng có vũ khí hết á, mà họ sẵn sàng họ bắn. Thì chính vậy mà với hơn nữa nó có một số xạ thủ mà thiện nghệ, nó có thể bắn 3 cây số trước, thành ra mới ông tướng lãnh mà đi là nó đốp hết, là những cái 40 mấy người chỉ huy commander là chết hết, là bởi vì đây là cái sự thắng lợi của Ukraine. Và chính vì họ căn cứ như điều này, nếu mà thời gian mà trong vòng tới mai nay thì có lẽ nước Nga sẽ tìm cách để ra trong danh dự thắng một vài cái thành phố nào đó rồi tuyên bố đây là đại thắng rồi đi rút ra để họ tính lợi, họ recuperate, họ làm lợi. Và điều thứ nhất, điều thứ nhì nữa là hai bên đều không thể kéo dài được, là bởi vì chắc chắn Nga không thắng được tới bây giờ, nhưng mà xứ Ukraine cũng tan nát, bởi vì tới bây giờ gần 20 triệu nhà cửa building tan nát, mà bao nhiêu di tản là cũng khoảng chừng 5-6 triệu người tản cư đi qua những xứ lân bang rồi. Bây giờ tất cả những xứ khác được mở cửa để mời Ukraine về, thì rồi trong cái sự khó khăn thì có cái tấm lòng nhân đạo của bao nhiêu người để mời chúng ta nhớ là như vậy. Thì đó, quý vị thấy họ vẫn luồn lách trong những cái thành phố để mà họ sống sót. Thì theo cái sự phân tích này thì nghĩ rằng á, Ukraine đã thắng, đang thắng và hy vọng là sẽ thắng tới cuối cùng mà không chịu đầu hàng, không chịu đầu hàng. Và cái sự mà ý dân là ý trời, anh Như Miên à, đó even họ thua cái một phần nào đó, don't expect là họ thắng ở everything. Bây giờ đó thưa anh là mình còn có 5 phút nữa. Thì trong cái cuộc bầu cử Leo chuẩn bị lấy cho cái tin số 7 là chúng ta có cái bầu cử hai cái, một cái nửa mùa năm nay và cái bầu cử chính của bầu cử tổng thống 2024 đó. Thì với cái tình hình này thì nó có những gì đặc biệt cho những cái tương lai của Hoa Kỳ? Dạ thưa anh, như thế này là cái question đầu tiên là 22, tức là tháng 11 này, thì hôm rồi có một cái interview đây ông Steve Cannon, là ông này là chiến lược gia của tổng thống Trump hồi trước, thì ông nói thì ông tổng thống có ra nữa hay không, thì chắc chắn ông sẽ ra. Nhưng mà trước khi cái 24 đó, thì bây giờ cái 22 là quan trọng nhất bây giờ nè. Là bởi vì cái 22 này đó, thì theo sự tiên đoán của một số chuyên gia đặc biệt về chiến lược, thì hy vọng gần như là chắc chắn nữa là Cộng hòa sẽ lấy lại 100 ghế, ít nhất 100 ghế ở Hạ viện, và Thượng viện sẽ lấy lại hoàn toàn. Thì coi như quốc hội là lấy hoàn toàn, thì đó là một điều, cái dấu mốc đầu tiên 22 là phải có cái đó, thì 24 ông Trump mới ra. Còn nếu không có cái đó, bởi vì cần cái đó để mà impeach mấy người này, điều thứ nhất, và trong thịt quá cái hệ thống bầu cử. Hiện giờ nó vẫn còn ăn gian được một số tiểu bang, là Pennsylvania nó pass ra những cái luật mà có lợi cho Biden chứ không có lợi cho Cộng hòa. Thì nhưng mà vì cái chuyện thất bại của Biden quá to về kinh tế, về chiến lược, về quân sự và một số chuyện nữa, thì bây giờ nổi cái lòng dân bây giờ không phải bỏ Cộng hòa tại vì Cộng hòa tốt, nhưng mà tại dân chủ quá tệ. Là bây giờ mỗi lần cái thứ gì người ta đi ra cây xăng á, thì có cái tiếng lầm thầm trong bụng đấy. Từ 2 đồng mấy bây giờ tính 6-7 đồng là rồi. Đi vô chợ mà mua hàng mắc quá thì cũng là có cái chuyện tiếng lầm thầm. Nổi cái đó họ thấy rõ ràng như là vậy, ông thì này chúng không ta chờ được xem cái hai cuộc bầu cử đó. Nhưng bây giờ thì cái tin mà tôi muốn nóng ruột để nghe anh Mã Gia Trí nói ngày hôm nay, đó là vấn đề mà chúng ta biết là Hoa Kỳ có rất là nhiều vũ khí tối tân, nhưng mà họ chưa có đánh hết cái bài tẩy. Họ để dành ở đó để nhỡ khi mà Nga đưa những vũ khí bí mật ra, những vũ khí mà sát hại nhiều đó, thì họ mới đưa ra. Thì bây giờ cái tin cuối cùng ngày hôm nay là tin số 8 đó Leo, là cái vũ khí mà chúng tôi đã từng nói với quý vị một vài lần, đó là cái laser mới lừng danh lừng lẫy nhất thế giới của Hoa Kỳ, mà trong đó tôi tin rằng tới giờ phút này vì bí mật quốc phòng cho nên tôi không có dám nói là có 100%, nhưng chắc chắn là có sự đóng góp của tiến sĩ Nguyễn Hùng, người Việt Nam mình,
Trong cái chuyện mà laser này, cái vũ khí laser này có một người Việt Nam gốc người Huế. Mà anh là một trong những người mà đóng góp trong cái vũ khí laser này, mời giảng sư. Cái này thật sự là hãng Textron đó, hãng Textron cái vũ khí đó. Thì chúng ta nhớ hồi kỳ ông Tổng thống Trump, ông nói trong lúc mà gây cấn các xứ nhau thì ông mới nói mấy dù làm cái này chúng tôi có một cái vũ khí bí mật mà chúng tôi hy vọng không bao giờ xài. Thì đây là một trong vũ khí bí mật, có những cái khác nữa mà họ không muốn nói, nhưng mà đây là cái mà y hệt như hồi thời ông Reagan. Anh nói cái mãnh lực của nó hiệu quả, nó làm cái gì đi, nó cái nó bắn bằng cái laser anh, mà nó có thể bắn rất là xa, và những cái quả tiễn mà nó y hệt như hồi mà Star Wars, mà cái này là original, là nó bắt đầu từ ông Reagan. Khi mà ông lên rồi cái thì bên kia Nga nó có quà tiễn rất nhiều, thì ông nói những gì du bắn trên trời chúng tôi giết ra đó trước khi du đến tới tôi. Thì đây là cái này bây giờ nó perfect hơn nữa, nó hoàn hảo hơn nữa, thì nó FA có thể ở anywhere, nó có thể chiếc tàu là hiện giờ chiếc tàu này nó qua bên Trung Đông rồi anh, nó qua chỗ Ukraine này, cái chiếc tàu hôm trước nó có qua Pacific, nó qua chỗ tàu đó, anh thấy nó bắn này, nó bắn rất là laser đẹp, đó mà không có tưởng tượng được, bây giờ nó bắn xa, nó bắn chính xác, và nó có thể nghĩa là nó bằng những cái này mà không, người ta không đón được, cái radar bên kia nó không bắt được. Thì đây là một cái loại vũ khí mà được biết là một cái vũ khí mà tối tân nhất hiện giờ, và có những cái tối tân hơn người ta không nói gì với một quốc phòng, nhưng mà đây là những cái điều mà chúng ta thấy là hy vọng, đây là những cái mà đó, như vậy thấy nó bắn từ cái chỗ đó ra không, thì đó là Mỹ có khoảng chừng 3 chiếc này, nó chỉ có một cái tia sáng laser không đó, mà nó khủng khiếp như nó vậy, nó khủng khiếp như vậy đó. Rồi có những cái loại vũ khí nữa là nó bắn lên á thì nó cúp điện hết mọi người, tức là anh lên đánh mặt trận mà cái khu đó nó cúp điện hết thì anh không liên lạc được, bao nhiêu cái này kia là chính gì đây, mà là một cái rất là, mà hơn nữa nên nhắc một điều nữa là hôm trước thì ông Trump có nói nếu mà tàu á mà Trung Cộng mà xâm lăng Đài Loan á, tàu chiếm Beijing liền. Trump nói như vậy. À ông. Rồi ông có nói cái đó, thành ra tàu không dám nhúc nhích, mà di hệt như là ông cũng nói nếu mà chiếm Ukraine thì ông cũng sẽ tấn công Nga liền, ông không sợ cái vũ khí bí mật ông sẽ làm tới. Thì chính giờ họ rất sợ Trump, còn Biden thì cứ vừa làm vừa đánh mà rung, vừa tới giúp một chút rồi xì xìu, nó sợ khi gây hấn, nó đánh mình nó đâu có sợ gây hấn đâu. Đó. Thì cái này là một cái mà có thể nó làm vô hiệu hóa tất cả những cái radar và tất cả những quả tiễn bên kia bắn. Nó hay là hay cái đó. Đó. Vừa giết được mà vừa làm vô hiệu hóa tất cả những cái quả tiễn bên kia xuống thì rất là tuyệt vời. Nó như thế có bao nhiêu đó thôi mà nó cái quyền lực nó kinh khủng. Cảm ơn giảng sư Mã Gia Trí. Như vậy là chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái lá bài tẩy của hai bên, phương Tây, Hoa Kỳ đối với nước Nga, đối với Putin vẫn chưa hết, và cái chiến trường Ukraine nó sẽ khốc liệt trong những ngày sắp sửa tới đây. Rất tiếc là tới giờ phút này thì chúng tôi không còn giờ nữa. Tôi cảm ơn giảng sư Mã Gia Trí đã bỏ công để phân tích cũng như đi tìm những cái tài liệu quý để gửi đến cho quý khán giả. Đây không phải là chỉ là tin thời sự, mà đó là một sự tổng hợp phân tích của tất cả những bình luận gia, những đài video, những cái đài lớn nhất trên thế giới mà giảng sư Mã Gia Trí đã gửi đến cho quý vị. Mời anh chào khán giả trước khi chia tay. Một lần nữa cảm ơn quý vị, chúng ta tiếp tục cầu nguyện hòa bình cho đất nước, hòa bình cho tâm hồn quý vị cũng như những người đang khó khăn đau khổ, và nhất cho Ukraine và Russia. Một lần nữa chúc quý vị một tuần lễ an bình, và chúng ta sẽ gặp nhau tuần tới. Dạ, cảm ơn quý vị. Good morning Vietnam America.